bí mật chấn động về đại vận tuổi Mậu Tuất 1958, từ 67 đến 100 tuổi, tránh ba điều này, gặp dữ hóa lành, vượt qua từ nạn đổi đời giàu sang, sống thọ cả đời. Mậu Tuất cung tốn, tức là lửa ở dưới núi cháy hoài ngày đêm, mùa xuân mùa hạ sinh ra, đặng sinh sung sướng làm nên chức quyền, thu đông lỗi số tự nhiên, hỏa bị thủy khắc đảo điên cực hoài, số này trung vận bôn ba, khá rồi tan giã khiến ta chưa cầm, hậu vận mới đặng an tâm, dư ăn dư để của cầm khỏi rơi, số này vận mệnh đổi đời, xa quê xa xứ ở thời mới an, bụng người cũng có tính linh, nhưng đâu có đó thiệt tình chẳng sai, số tuổi lòng dạ thẳng ngay, của rơi không lượng gặp người chỉ cho. Vâng thưa quý cô bác tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, người xưa có câu, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, vì vậy cuộc sống của một người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế, thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi cát lành như mong muốn. Kỳ thực trải qua hàng vạn kiếp luân hồi nhân sinh, tính cách của một người sinh ra sau đã quyết định số phận hung cát sang hèn của họ. Đúng như câu nói, giới tử vi cho biết, trong số 12 con giáp, có tuổi Mậu Tuất được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ sống có tình có nghĩa, biết người, biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý, mà còn hiểu được cảm xúc người khác, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể ngoài đời sóng gió hay chông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn, mà còn đem lại nhiều tài vận, càng lớn tuổi họ càng giàu có, gia đạo cũng hưng thịnh. Đặc biệt, trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Mậu Tuất là con giáp được luận giải về năm may mắn nhất trong đời. Dẫu trước đây gặp vô số của nạn kiếp, Mậu Tuất hao tiền tốn của bệnh tật, đẩy thân chịu nhiều áp bức bất công, nhưng tới nay trở đi chỉ cần biết ba điều cấm kỵ này, thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp giàu sang phú quý ba đời. Vậy ba điều đó là gì? Thời cơ nào đang đến với tuổi Mậu Tuất? Quý bạn cần phải làm gì để nắm bắt vận may? Thì hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Chán nhăn rồi tóc cũng đã hoa râm, mới thoáng chốc lên hàng năm rồi nhỉ, đã tồn tại trên đời năm thập kỷ, trong thâm tâm chưa kịp nghĩ mình già. Hơn nửa đời đã lẳng lặng trôi qua, đã cùng với bao phong ba bão tố, khi sóng lặng bình tâm ngồi nhầm số, được mất gì bởi duyên số cho ta. Còn điều gì day dứt tuổi xuân qua, cố làm nốt khi ta còn có thể, kẻo hối tiếc khi muộn màng đã trễ chuyến đò chiều đang ở bên chờ ta. Mậu Tuất đã đang đi qua gần 70 năm cuộc đời rồi, đối với hết thảy đều đã sáng tỏ trong suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi bước qua tuổi 67 và trải qua hơn nửa cuộc đời dài với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này mọi thứ đối với Mậu Tuất không còn quá quan trọng, mà điều bản mệnh quan tâm là sắp tới bản thân có khỏe mạnh và bình an hay không. Quả thực thời gian không buông tha bất cứ ai, có thể biến màn từ tuổi trẻ mạnh mẽ sung sức, trở thành ông lão, bà lão tóc bạc lưng còng. Cho dù Mậu Tuất từng một thời oanh liệt hoặc đảm bảo thanh cao dù ra sao, tất cả đều đã qua đi đoạn đường nhân sinh, kế tiếp bạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Thực ra con người đã đi đến cái tuổi này khổ cực gì cũng đều đã trải qua, thế nên chúng ta ở hành trình cuối cùng của nhân sinh này cũng cần thản nhiên vượt qua, người già có thể trông cậy vào đâu, chỉ có chính mình nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Con cái đối với bạn là đạo lý, hiển nhiên khi con cái đưa tiền cho bạn cũng không cần cự tuyệt, trong cái thiện thì hiếu đứng đầu, con cái hiếu kính bảo là tốt. Điều đó chứng tỏ bạn đã không giáo dục chúng một cách uổng phí, nhưng bất kể chúng đối với bạn tốt đến mấy, cũng chớ quên nhân sinh phải dựa vào chính mình. Quãng đời còn lại ngàn vạn lần đừng dựa dẫm vào người khác, mỗi ngày trôi qua mệnh chủ chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi, muốn đi du lịch thì cứ đi, du lịch làm những việc mà mình muốn. Làm người đã gần chạm mốc 67, có cực khổ nào mà chưa nếm trải nhân sinh, đã đi quá nửa hành trình quãng đời còn lại, chỉ cần bạn đối đãi tốt với chính mình, đến khi bạn già rồi, bạn còn có thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi, ngoại trừ chính mình ra, ai cũng đều có khả năng rời bỏ bạn. Đối với chính mình tốt một chút như vậy đã là đủ rồi. Cả cuộc đời vất vả kiếm tiền, đến cuối cùng lại không đối tốt với chính mình, đến khi nhắm mắt xuôi tay liệu ai sẽ là vì bạn mà thật lòng rơi nước mắt. Chính vì thế bản mệnh hãy cứ đối tốt với bản thân mình, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tuổi Mậu Tuất giống như chú gà luôn giữ tinh thần tập trung cao độ, giữ gìn của cải, bảo vệ những người thân yêu đến khi bỗng quay đầu nhìn lại sống 67 tuổi. Cũng là 67 năm cuộc đời, buồn vui sướng khổ, sang hèn vinh nhục, chưa kịp phản ứng, người xưa nói ngũ thập chi thiên mệnh, nghĩa là 67 tuổi biết mệnh trời quả không sai. Hiện tại của Mậu Tuất 1958, tiếc rằng 2023, nếu là một đoạn thời không thông, thế không thuận, thì 2024 này là một năm của một sự khởi đầu. Không chỉ khởi đầu đẹp cho một năm, mà là một chuỗi chuyển cảnh dài lâu cho giai đoạn cuối trung vận và hậu vận của Mậu Tuất suốt sau này.
Tử vi trong thời gian tới, những người tuổi Mậu Tuất cần chú ý tới mọi lĩnh vực của đời sống, từ công việc, tài vận đến sức khỏe, tình cảm. Con giáp này nên cân nhắc đối với việc xuất hành, hạn chế đi xa, cẩn trọng khi đưa ra các quyết định lớn như kết hôn, làm nhà. Tử vi 2023 nói rằng, người tuổi Mậu Tuất nên lưu ý trong lời ăn tiếng nói của mình, kẻo dính thị phi, mất tiền oan. Ngoài ra, con giáp này còn được cảnh báo là nên kỵ sông, kỵ nước, tránh hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân. Năm Quý Mão 2023 tuổi Mậu Tuất, bản mệnh được cảnh báo là nên cẩn trọng kẻo bị tiểu nhân hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, đề phòng mất tiền. Ngoài ra, tuổi này nên chú ý đến sức khỏe của bản thân và của cả những người trong gia đình. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất 1958. Người tuổi Tuất thoát ly gia đình rất sớm, họ dựa vào sự phấn đấu không ngừng và tài năng của chính mình để đạt được mục đích. Có trách nhiệm tận lực làm việc nên có được lòng tin, làm việc không bỏ dở, đó chính là sở trường của người tuổi Tuất. Trong sự nghiệp của mình, họ rất chăm chỉ và kiên trì, vì vậy mà họ luôn đạt được thành tích tốt trong công việc. Cho dù người tuổi Tuất gặp phải những việc vượt quá khả năng hay khi có cơ hội, họ đều rất giỏi trong việc đưa ra các biện pháp quyết định thông qua ý kiến của bản thân. Họ còn có thể dự kiến được bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm gì, vì thế họ rất mong muốn vượt hơn hẳn người khác. Họ thường giấu kín hoài bão ở trong lòng, trung thành với người giao công việc cho họ. Chỉ cần những việc đó nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ thì họ sẽ vui vẻ giúp đỡ. Về tài lộc chọn đời Mậu Tuất 1958. Tài lộc của người tuổi Mậu Tuất không thể nói là từ trên trời rơi xuống, mà đều là những đồng tiền mồ hôi nước mắt, là công sức khổ cực của họ làm ra nếu theo nghiệp kinh doanh. Khi kết giao bạn bè, nên chọn bạn mà chơi, đừng thân thiết với những người tâm cơ thực dụng, nên kiên nhẫn, bình tĩnh không nóng vội, lấy thủ làm công, lấy lui làm tiến. Người tuổi Tuất hiểu giá trị của đồng tiền, quý trọng công sức của bản thân nên không bao giờ tiêu xài hoang phí, họ hiếm khi nổi hướng mua sắm, tiêu tiền vào những thứ không đâu, tiền của làm ra được họ dùng để tiết kiệm, coi việc nhịn ăn, nhịn mặc, để tiền bạc nhiều thêm làm niềm vui và cố gắng phát huy hết mức. Sức khỏe chọn đời tuổi Mậu Tuất 1958. Người tuổi Tuất ngũ hành thuộc thổ, thường dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, bệnh dạ dày. Nên chú ý thói quen sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, giữ cho tinh thần thoải mái. Về tình cảm, gia đạo chọn đời Mậu Tuất 1958. Với nam mạng, chuyện tình duyên của những người nam giới tuổi Mậu Tuất được phân thành 3 trường hợp sau. Chuyện tình duyên trong cuộc đời có thể sẽ thay đổi đến 3 lần khi những người này sinh vào các tháng 5, 7 và 11 âm lịch. Số lần thay đổi trong chuyện tình duyên sẽ là 2 nếu bạn sinh vào các tháng 1, 3, 4, 6 và 12 âm lịch. Đường tình duyên viên mãn, chỉ kết hôn một lần trong đời khi những người này sinh vào các tháng 2, 9 và 10 âm lịch. Gia đạo của những người nam tuổi Mậu Tuất có nhiều hay đẹp, nhưng là nhờ vào phúc phận của những người vợ mới được như vậy, con đường công danh chỉ dừng ở mức bình thường. Từ năm 30 tuổi trở đi, sẽ tạo được thành quả về danh vọng, sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 30 tuổi, tài lộc dồi dào, cuộc sống an nhàn dư giả. Tuổi hợp làm ăn. Trong công việc, những người nam tuổi Mậu Tuất nên chọn những tuổi hợp với mình để mọi việc suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mang lại nhiều tài lộc, không lo thất bát, đó là các tuổi Đinh Hợi và Quý Mão. Lựa chọn vợ, Kỷ Hợi, Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu và Ất Mùi là các tuổi hợp với Mậu Tuất nam mạng, cả đường công danh lẫn tài lộc. Lựa chọn kết duyên với các tuổi này thì bạn sẽ được sống trong cao sang, quyền quý, không có gì phải lo nghĩ. Kết duyên với các tuổi Mậu Tuất, Canh Tý, Giáp Thìn và Bính Ngọ thì đời sống hôn nhân của bạn chỉ hòa hợp về mặt tình cảm, còn công danh sự nghiệp sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Còn nếu bạn lựa chọn các tuổi Nhâm Dần và Bính Thân để nên duyên chồng vợ thì không chỉ mang lại những trái ngang, mâu thuẫn trong hôn nhân, mà còn ngăn trở sự phát đạt trên con đường tài lộc. Tóm lại, cuộc sống sẽ vô cùng vất vả, nên hai người sẽ phải cố gắng và nỗ lực hết sức mới mong được hạnh phúc. Những người nam giới tuổi Mậu Tuất không nên kết hôn vào các năm xung khắc trong đường tình duyên, đó là các năm 20, 26, 32, 38, 44, 50 và 56 tuổi. Nếu kết duyên vào những năm này, thì cuộc sống hôn nhân sẽ không được hạnh phúc và gặp phải rất nhiều trở ngại. Tuổi Đại Kỵ, những người nam giới tuổi Mậu Tuất không nên lựa chọn hôn nhân hay cộng tác làm ăn với hai tuổi Đại Kỵ là Tân Sửu và Quý Sửu. Nếu kết hợp với hai tuổi này thì người Mậu Tuất nam mạng làm việc gì cũng thất bại, tiền bạc thất thoát, tình duyên giang dở. Nếu hai người đã chót lỡ yêu thương và muốn chung sống với nhau
thì không nên tổ chức rầm rộ, mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám thì có thể ăn ở đến trọn đời với nhau. Trong công việc thì không nên hợp tác với những người tuổi này vì sẽ hao công tốn của, còn trong gia đình nếu gặp tuổi đại kỵ thì nên cúng sao giải hạn của mỗi người hàng năm để hóa giải bớt vận hạn. Còn riêng với nữ mạng, chuyện tình duyên của những người nữ tuổi Mậu Tuất có thể chia thành 3 trường hợp sau. Những người được hạ sinh vào tháng 3, 7 và 12 âm lịch, tình duyên có phần trắc trở hơn những tháng khác, họ có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi về chuyện tình duyên trong cuộc đời. Những người sinh vào tháng 4, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 âm lịch thì sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi trong tình duyên. Còn những ai sinh vào các tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch sẽ có được tình duyên tốt đẹp, không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào. Gia đạo của những người nữ Mậu Tuất có chút phiền muộn vào trung vận, sang đến hậu vận sẽ được vui vẻ, hạnh phúc, công danh. Sự nghiệp và tài lộc phải trải qua nhiều thăng trầm, nhưng chỉ dừng lại ở mức bình thường, không tiến xa hơn được. Tuổi hợp làm ăn, Kỷ Hợi, Quý Mão và Ất Tỵ là các tuổi mà phụ nữ Mậu Tuất nên hợp tác trong công việc. Những tuổi này sẽ giúp cho mọi việc được suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, tránh được những khó khăn, thu về nhiều tài lộc, mưu sự át thành, đại cát đại lợi. Lựa chọn chồng, cuộc sống sẽ hạnh phúc viên mãn, tiền bạc dư giả khi phụ nữ Mậu Tuất kết duyên với các tuổi hợp về tài lộc lẫn tình duyên. Đó là các tuổi Kỷ Hợi, Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu và Ất Mùi. Những nam mạng chỉ hợp về tình duyên là Mậu Tuất, Canh Tý, Giáp Thìn và Bính Ngọ sẽ mang lại một cuộc sống gia đình hòa thuận vui vẻ nhưng không được sang giàu, sung túc cho người nữ Mậu Tuất khi kết hôn. Người nữ Mậu Tuất không nên lựa chọn hôn nhân với các tuổi Nhâm Dần và Bính Thân vì hai tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên và tài lộc, cuộc sống sẽ đầy sự ngang trái và túng quẫn khi bạn kết duyên với hai tuổi này. Hai người sẽ phải cố gắng và nỗ lực hết sức mình mới mong được hạnh phúc. Bạn cũng không nên kết hôn vào các năm 16, 18, 24, 28, 30, 36 và 40 tuổi. Các năm xung khắc trong đường tình duyên này sẽ khiến cuộc sống hôn nhân gặp nhiều phiền muộn, không được lâu dài. Tuổi đại kỵ, những người phụ nữ tuổi Mậu Tuất không nên kết duyên hay hợp tác với những tuổi xung khắc, Tân Sửu và Quý Sửu. Chuyện làm ăn sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở, thất bại, còn tình duyên sẽ dang dở, không bền vững. Nếu con cái, người thân mang tuổi đại kỵ thì nên cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người để hóa giải xung khắc. Còn trong tình duyên thì không nên tổ chức linh đình, chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có thể chung sống với nhau đến trọn đời. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Mậu Tuất 67 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận cho Mậu Tuất 1958, có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, xét theo ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh mộc của tuổi, như vậy là rất tốt, thiên can Mậu gặp Giáp xung khắc, địa chi Tuất gặp Thìn tứ hành xung. Riêng với nam mạng, nhìn chung trong năm 2024 này, vận trình tử vi tuổi Tuất 1958 nam mạng sẽ có nhiều cơ hội và thách thức. Nếu chủ mệnh chăm chỉ nỗ lực cầu tiến thì sẽ đạt được những kết quả như mong đợi. Trong cuộc sống đôi khi có những chuyện bất ngờ xảy ra, chỉ cần bình tĩnh xử lý thì sẽ được êm xuôi tốt đẹp. Xét tổng quan, năm Giáp Thìn đối với Mậu Tuất nam mạng có hợp, có xung, điều này nhắc nhở mệnh chủ làm việc gì cũng cần có sự chuẩn bị, không nên nóng vội, hấp tấp, luôn vui vẻ lạc quan để có sức khỏe tốt, có như vậy quý ông mới thực hiện được nhiều dự định ấp ủ trong năm này. Trong năm 2024 này, sự nghiệp của nam mạng tuổi Mậu Tuất được cho là ổn định. Nếu chủ mệnh là người hướng tới sự an toàn, không muốn cuộc sống biến động thì nên duy trì công việc cũ. Còn nếu muốn đầu tư trong năm nay thì phải có sự tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng. Là người chăm chỉ cần cù, nam Mậu Tuất thường đảm nhận một khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên trong năm 2024, chủ mệnh cần để ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình, nên làm việc với khối lượng vừa phải để tránh tinh thần căng thẳng lo âu. Trong năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của quý ông tuổi Mậu Tuất không có nhiều biến động, chủ mệnh vẫn duy trì những nguồn thu đều đặn từ công việc chính của mình. Nếu là người có lối sống giản dị, chi tiêu tiết kiệm thì nam tuổi Mậu Tuất sẽ dành dụm được một khoản tiền cho tương lai. Năm nay quý ông sẽ có những niềm vui bất ngờ từ những món quà biếu tặng của con cháu. Chủ mệnh không phải bận tâm quá nhiều về chuyện tiền bạc, chỉ cần giữ lối sống mộc mạc, giản dị, như vậy vừa làm gương cho con cháu, vừa giúp đời sống tinh thần an lạc, thoải mái hơn. Tuổi Mậu Tuất 1958 nam mạng là những người sống tình cảm nhưng ít thể hiện tâm tư của mình ra bên ngoài, vì thế trong gia đình,
chủ mệnh thường kiệm lời, nghiêm khắc, ít nói nhưng sống đúng chuẩn mực. Năm 2024, phương diện gia đạo của Nam Mậu Tuất sẽ được yên vui, hòa hợp. Nếu bản mệnh kiềm chế được sự nóng nảy, trong gia đình có nhiều thế hệ đôi khi không thể tránh khỏi sự mâu thuẫn, xung đột. Nhưng điều quan trọng là người lớn tuổi trong gia đình luôn bao dung, chia sẻ với các thành viên để mọi người đồng cảm, gắn kết với nhau. Sức khỏe là sự giàu có lớn nhất đối với nam mạng tuổi Mậu Tuất ở độ tuổi hiện tại. Vì vậy bản mệnh cần phải duy trì những thói quen tốt, hạn chế những thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe. Năm 2024, nếu muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì Mậu Tuất nam mạng nên đi khám kiểm tra định kỳ. Hơn nữa đời sống tinh thần lúc nào cũng phải lạc quan, vui vẻ, dù đôi khi sẽ gặp phải chuyện không thuận lợi, nhưng chỉ cần bình tĩnh đón nhận thì những điều tốt đẹp sẽ đến. Đối với nữ mạng, tổng quan vận trình tử vi năm 2024 của nữ mạng tuổi Mậu Tuất có thuận lợi và cũng có những thử thách. Nếu mệnh chủ là người tính tình hiền lành, dĩ hòa vi quý, an phận thủ thường thì cuộc sống sẽ được bình an, không nhiều biến động. Còn nếu muốn thực hiện nhiều dự định trong năm này thì phải có kế hoạch và sự chuẩn bị tốt. Nữ Mậu Tuất 1958 trong năm Giáp Thìn sẽ ít phải lo lắng về những gánh nặng trong cuộc sống. Ở độ tuổi 67, quý bà có nhiều thời gian hơn bên con cháu, chứng kiến sự trưởng thành của các con, sớm tối quây quần bên người thân của mình là điều khiến quý bà cảm thấy hạnh phúc nhất. Nữ mạng tuổi Mậu Tuất là người cần mẫn, chăm chỉ, vì thế ngay cả khi nghỉ hưu rồi thì mệnh chủ vẫn duy trì công việc nhẹ nhàng để không bị nhàm chán mỗi khi rảnh rỗi. Trong năm 2024 này, tuổi Mậu Tuất nữ mạng sẽ không có biến động nhiều về mặt công việc, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo trước đó. Nữ Mậu Tuất nếu ưa sự an toàn bền bỉ thì không nên thay đổi công việc trong năm này. Hơn nữa, ở độ tuổi 67 cũng là thời điểm quý bà nên hài lòng với những thành quả hiện tại của mình. Trong năm 2024, vận tài chính của nữ mạng Mậu Tuất khá ổn định, mệnh chủ vẫn có những nguồn thu nhập từ lương hưu, lương hàng tháng. Là người cẩn thận sống giản dị nên quý bà sớm đã có những khoản tiết kiệm dự trữ cho mình. Trong năm 2024, ngoài việc tiết kiệm ra, nữ Mậu Tuất 1958 cũng nên dành một khoản tiền để trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống. Những chuyến du lịch đây đó, thăm vãn người thân lâu ngày chưa gặp sẽ giúp quý bà có thêm niềm vui tích cực. Tuổi Mậu Tuất nữ mạng là con người của gia đình, dành cả đời để vun vén, xây dựng mái ấm. Ở trong nhà mệnh chủ là người lớn tuổi nhất, lúc nào cũng mẫu mực, hành xử đúng đắn để làm gương cho con cháu. Trong năm 2024 này, gia đạo của nữ Mậu Tuất được an vui, hòa hợp. Mệnh chủ là người khéo léo, luôn biết cách hòa giải mâu thuẫn trong gia đình, gắn kết các thành viên lại gần nhau hơn. Năm nay quý bà hãy tiếp tục phát huy điều đó để gieo hạt giống yêu thương cho con cháu sau này. Bước sang độ tuổi 67, sức khỏe là điều quan trọng nhất với nữ mạng tuổi Mậu Tuất. Có sức khỏe là có tất cả. Người sống khỏe mạnh thì cả về thể chất lẫn tinh thần đều được đủ đầy. Vì vậy trong năm 2024, mệnh chủ nên tích cực thực hiện những thói quen tốt, duy trì lối sống lành mạnh, thăm khám sức khỏe định kỳ. Hơn nữa, nữ tuổi Tuất 1958 nên tránh những chuyện thị phi để không làm mất tinh thần, hao tổn năng lượng, dành thời gian nhiều hơn để tu tập thiền định, khỏe mạnh từ trong ra ngoài thì sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Mậu Tuất 1958. 1. Chọn tuổi hợp với Mậu Tuất 1958. Nam mạng, trong làm ăn, Đinh Hợi, Quý Mão, lựa chọn vợ chồng, Kỷ Hợi, Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu và Ất Mùi, tuổi Kỵ, Tân Sửu và Quý Sửu. Nữ mạng, trong làm ăn, Kỷ Hợi, Quý Mão và Ất Tỵ, lựa chọn vợ chồng, Kỷ Hợi, Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu và Ất Mùi, tuổi Kỵ, Tân Sửu và Quý Sửu. Tuổi hợp vợ chồng, tuổi kết hôn giúp quý bạn chọn được những người đồng hành phù hợp, tuy vậy, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. 2. Màu sắc hợp mệnh với Mậu Tuất 1958. Màu sắc hợp, màu bản mệnh, màu xanh lá cây, xanh nõn chuối, thuộc hành mộc. Màu tương sinh, màu đen, xanh nước biển, xanh dương thuộc hành thủy. Màu kiêng kỵ, màu xám, trắng, ghi, thuộc hành kim. Màu hợp mệnh không những mang lại vận may, sự bình an cho gia chủ mà còn giúp cải thiện sức khỏe, tinh thần cho tuổi Mậu Tuất 1958. Nam mạng hợp với hướng nào? Hướng hợp, Tây, sinh khí, Tây Nam, Phúc Đức, Đông Bắc, Thiên Y, Tây Bắc, Phục Vị. Hướng không hợp, Nam, tuyệt mệnh, Đông Ngũ, Quỷ, Đông Nam, Họa Hại, Bắc, Lục Sát. Nữ mạng, hướng hợp, Đông, sinh khí, Bắc, Phúc Đức, Đông Nam, Thiên Y, Nam, Phục Vị. Hướng không hợp, Tây Bắc, tuyệt mệnh, Tây, Ngũ Quỷ,
Đông Bắc, Hỏa Hại, Tây Nam, Lục Sát. Tuổi Mậu Tuất 1958 nên xây nhà, xuất hành vào hướng hợp tuổi để tăng sinh khí, tài lộc cho bản mệnh. 3. Phật độ mạnh của Mậu Tuất 1958. Tuổi Mậu Tuất 1958 được Phật A Di Đà hộ mệnh, mang mặt Phật A Di Đà bên mình để cầu bình an, tài lộc, sức khỏe. Tuổi Mậu Tuất 1958 mệnh mộc nên chọn mặt Phật làm từ đá thạch anh xanh, hành mộc hoặc mặt Phật đá núi lửa đen, hành thủy, bởi vì thủy sinh mộc cũng rất tốt cho bản mệnh. Quý bạn có thể chọn mặt Phật bản mệnh A Di Đà làm từ ngọc nephrite hoặc ngọc di, bởi các sản phẩm từ ngọc sẽ phù hợp với tất cả các mệnh, hoặc có thể chọn vòng tay đá phong thủy được chế tác từ đá quý tự nhiên, mang nguồn năng lượng thuần khiết tốt cho tinh thần và sức khỏe của thân chủ. Tuổi Mậu Tuất 1958 nên chọn các loại vòng tay đá màu xanh ngọc, xanh lá cây thuộc hành mộc. Đây là màu tương hợp với bản mệnh. Chọn vòng tay màu đen, xanh nước biển thuộc hành thủy. Đây là màu tương sinh với bản mệnh. Quý vị thân mến, tuổi Mậu Tuất 1958 đứng ở bên kia sườn dốc. Cuộc đời nhất định có ba đại kỵ nên đề phòng để vận trình còn lại bình an và hạnh phúc. Theo Phật Pháp, tham là sự đắm say, sự ham muốn, sự đam mê một điều gì đó. Cốt lõi của lòng tham nằm ở năm nhu cầu của con người: tài, tài sản, sắc, sắc đẹp, hình thức bên ngoài, danh, danh thơm, tiếng tốt, thực ăn uống, thủy ngủ nghỉ. Khi ham muốn về một trong thứ này dâng lên cao hơn mức bình thường, con người sẽ nảy sinh lòng tham và được hiển hiện với những hành động, lời nói của mình. Thế nhưng, lời Phật dạy về lòng tham khẳng định rằng, tham lam không phải là bản chất của con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, con người sinh ra thuần khiết như tờ giấy trắng, trái tim thuần hậu và thiện lương. Lòng tham lớn dần lên theo năm tháng, qua những bể dâu mà mỗi người gặp phải, người không biết tiết chế lòng tham thì lòng tham cứ lớn dần mãi lên, đưa lối dẫn đường đến những hành động sai trái. Phật nói, lòng tham càng lớn, phúc đức lại càng tiêu tán. Vì sao? Tham thường đi liền với ác, người tham muốn đoạt được thứ mình muốn, lại sinh làm điều ác để thỏa mãn cho mình. Những dẫn dụ về lòng tham luôn đầy rẫy trong cuộc sống hàng ngày. Người vì lòng tham mà cố gắng gây dựng sự nghiệp, khi có của ăn của để rồi lại ưu tư lo nghĩ sợ trộm cắp. Người giàu sang có tiền của bo giữ gìn, sống ích kỷ với kẻ ăn người làm, tàn tiện bố thí, khi bị mất của thì đấm ngực khóc than, mất ăn mất ngủ. Lại có người giàu có bạc vạn mà chỉ chăm chút để dành, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Quan lại, người có chức tước vì lòng tham mà bất rén của công, ăn của hối lộ, bóc lột sức lao động người khác. Người vì lòng tham mà lao vào cờ bạc, cá độ, lô đề, dẫn đến tán gia bại sản. Phật dạy rằng, nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều từ ba việc mà ra: tham, sân, si, trong đó tham đứng hàng đầu. Tuy nhiên, phàm là con người ở đời, ai cũng có lòng tham, từ chữ tham mới nổi lên sân hận, mới khiến con người si mê u tối, từ đó gây nên nghiệp ác. Sân là cơn giận, lòng giận dữ, nóng nảy, thù hận khi không vừa lòng, không được thỏa thích như Di Mông, bất bình vì bị xúc phạm, nhân đó làm những chuyện sai trái. Sau cơn giận thời giữ lại lòng oán ghét tìm dịp mà trả thù. Sở dĩ sân sinh khởi là do lòng yêu thích cái ta hay thích cái của ta. Nếu người ta mắng nhiếc, chê bai kẻ nào khác thời ta không thấy giận. Nhưng nếu ai chửi bới hoặc khiển trách ta hay người thân của ta, hoặc làm tổn hại tài sản của ta, lập tức ta cảm thấy khó chịu ngay. Khi khó chịu tăng dần thời sẽ trở thành nóng giận. Nhưng nên nhớ rằng, trên đời này không ai tránh khỏi bị khiển trách, bị chê bai, khó tránh khỏi miệng thế gian. Si là si mê, vô minh, ngu tối, người vô minh không sáng suốt, không suy xét hiểu biết đúng lẽ phải, đúng sự thật để phán đoán việc hay dở, tốt xấu, lợi hại, nên mới làm những điều nhiễm ô, tội lỗi, có hại cho mình và người. Si, vô minh theo thế tục gọi là dại hay ngu, vô minh che lấp tâm trí, làm cho con người không còn nhìn thấy được những chất bợn nhơ đang gặm nhấm từ bên trong con người, khiến các thói hư tật xấu ấy sẽ tăng dần và cuối cùng đưa con người vào con đường tội lỗi triền miên. Đức Phật dạy rằng, vô minh là điều ổ trượt tệ hại nhất, hãy dứt bỏ vô minh để trở thành người trong sạch. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thật ra, bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên, ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần. Những ai tu luyện được những giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời cháu con hưng vượng. Vâng, trên đây là những chia sẻ hết sức tâm huyết của Minh Đường Tử Vi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ ban biên tập chương trình nhé.
Minh Đường Tử Vi xin chào và hẹn gặp lại.